Nhiều tháng qua, người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bức xúc vì tuyến đường có nhiều điểm bong chóc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ổ gà nhỏ nhỏ thì rộng nửa mét, ổ lớn hơn thì 1-2 mét. Còn vị trí này thì kéo dài cả vài chục mét. Chỗ nhẹ nhẹ thì bong chóc lớp mặt nhựa, loang lổ. Nặng hơn, mặt đường bay hết phần nhựa, trơ sỏi. Mỗi lần xe chạy qua, đường nhựa mà bụi mù. Hầu hết các vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi này nằm ở các điểm xuống dốc hoặc vào cua rất khó quan sát. Các xe đi qua đều phải giảm tốc độ đột ngột. Nếu trời sáng hoặc tài xế quen đường thì quan sát lấn sang làn bên để tránh ổ gà. Còn vị trí này, ổ gà xuất hiện ở cả hai làn đường, kéo dài khoảng 50 mét. Ô tô qua đây để an toàn và tránh hư hại hàng hóa, chỉ còn cách giảm tốc độ, nối đuôi nhau bỏ qua. Những ổ gà mới xuất hiện chưa kịp sửa chữa thì những điểm từng được sửa chữa lại tiếp tục bong chóc, mở rộng. Đây chỉ là một trong hàng trăm các vị trí mặt đường quốc lộ 14 bị bong chóc và ổ gà rất là lớn. Ở đây thì cả hai phía mặt đường đều bị bong chóc rất là nặng, cho nên là khi đến điểm này thì tất cả các xe ô tô hay xe máy đều phải giảm tốc độ và đi rất chậm. Theo những người dân sinh sống ở hai bên đường này thì những cái vị trí mặt đường bong chóc như này đã thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm, vì khi đó thì các ổ gà rất là khó quan sát. Đoạn quốc lộ 14 xuất hiện nhiều điểm bong chóc này kéo dài khoảng 15 km, đi qua địa phận xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hiện đoạn tuyến từ trạm thu phí số 2 thành phố Đồng Xoài đến trạm thu phí Cây Chanh, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông, dài khoảng 80 km, đang được thu phí thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng tùy loại phương tiện.